thì mày tính chị An Kha xin chào. Sau bao nhiêu ngày mong đợi, cuối cùng thì siêu phẩm Acer Predator 21X, chiếc laptop gaming mạnh nhất, nặng nhất và đắt nhất thế giới đã có mặt tại An Khang. Như các bạn thấy thì máy được đóng hộp trong một chiếc vali lớn. Bên trong là quái thú Predator 21X được bảo vệ bởi các tấm mút chống sốc. Bên dưới là phụ kiện đi kèm. Ngoài sách hướng dẫn thì Acer Predator 21X còn đi kèm 5 pad, chiếu nghỉ tay, bộ khí khép và hai bộ nguồn. Là dòng laptop chơi game siêu cao cấp của Acer và là con quái vật thực thụ. Máy dài đến nửa mét, dày 8,3cm, trọng lượng chính xác là 8,8kg. Thân được gia công bằng khung kim loại, thiết kế gân guốc với đường cắt xẻ mạnh. Đèn LED chạy dọc thân máy có thể tùy biến màu sắc. Thiết kế tản nhiệt của Acer Predator 21X rất là hầm hố. Hai họng tản nhiệt lớn phía sau có thiết kế lấy từ ý tưởng chữ X. Và luồng hơi nóng từ hệ thống quạt Aeroblade được đưa ra ngoài từ vị trí này. Ngoài ra hai bên hông của máy còn có hai khe tản nhiệt lớn khác được thiết kế theo hình mang cá. Ngày hôm nay thì Acer giới thiệu tới đây chiếc laptop đầu tiên sở hữu màn hình cong trên thế giới. Màn hình này có tỷ lệ 21:9, tấm nền IPS, công nghệ Tri-Sync, bề mặt được phủ lớp chống chói và độ cong lên tới 2.1m, mang lại trải nghiệm sử dụng rất là khác biệt so với những chiếc laptop truyền thống với góc quan sát rộng hơn và hình ảnh hút mắt hơn. Về âm thanh, chiếc máy này được trang bị tới 6 loa bao gồm 4 loa stereo và 2 loa sub với công nghệ Dolby Audio. Phần còn lại của nội thất đó chính là bàn phím cơ Sweet Cherry MX RGB. Vâng, hệ thống đèn RGB cho phép tùy biến tới 16,8 triệu màu và nhiều hiệu ứng. Predator 21X cũng có một bàn rê đa điểm nằm bên cạnh bàn phím cơ. Bàn rê này cũng rất là đặc biệt khi có hai mặt. Một mặt touchpad đa điểm, mặt còn lại chính là phím số vật lý hỗ trợ đèn nền. Phía trên bàn phím và bàn rê là hai khu vực tạo nên chất cho Predator 21X. Toàn bộ các cổng kết nối gắn dây như HDMI, hai cổng DisplayPort, Thunderbolt 3, LAN và hai jack cắm nguồn đều được đặt ở phía sau rất là hợp lý, đỡ gây viếng víu khi sử dụng. Các cổng kết nối còn lại cũng được đặt rải rác ở hai cạnh bên. Như bên trái thì chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.0, jack cắm tai nghe và mic, khe đọc thẻ SD. Cạnh phải có thêm hai cổng USB 3.0 nữa, trong đó có một cổng hỗ trợ tính năng sạc cho các thiết bị di động khi đã tắt máy. Trình làng tại CES 2017, Acer Predator 21X được xem là chiếc laptop mạnh nhất thế giới với những trang thiết bị tối ưu dành cho game thủ. Máy trang bị hai cặp màn hình rời Nvidia GeForce GTX 1080, dùng vi xử lý Intel Core i7 Kaby Lake có khả năng ép xung, bộ nhớ RAM lên tới 64GB, 1TB HDD và 1TB SSD. Với cấu hình này, với thiết lập Max Setting, Predator 21X sẽ không ngán bất kỳ tựa game nào. Điểm đặc biệt nữa đó chính là máy được trang bị tính năng theo dõi chuyển động mắt mới nhất được Acer công bố. Nếu như trước đây Predator lọt thỏm giữa những gã khổng lồ như Asus ROG Series, Alienware, thì với sự xuất hiện của Predator 21X này, Acer hoàn toàn có thể tự tin với tham vọng viết lại lịch sử cho dòng laptop chơi game một lần nữa. Và trên đây là giới thiệu cũng như một số đánh giá về siêu phẩm Acer Predator. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!